Performance Max campaigns allow advertisers to access all Google Ads channels from a single campaign. Using Google's automation capabilities, Performance Max helps you drive better performance and convert more customers across all of Google's advertising surfaces. Performance Max uses your advertising objectives, conversion goals, and audience signals to ensure your ads reach the right audiences at the right time. Conversion goals help you to define and manage your conversion actions and flexibly choose which goals each campaign should optimize towards. Performance Max creates your ads from the images, videos, headlines, descriptions, logos, and audience signals that you add to your asset group. These assets are automatically mixed and matched to find the top performing combinations based on which Google Ads channel your ad is appearing on. You can see previews of how your ads may look and make any adjustments if needed. Audience signals allow you to add suggestions that guide automated targeting and ensure your ads show to audiences that have a strong likelihood of converting. Audience signals work best when you add your data and custom segments. Performance Max campaigns use automation to help you improve your results and grow your business across channels. Add your unique expertise, such as your conversion goals, budget, and creative assets. Google Ads automation will find more customers and serve the most relevant ad to maximize campaign performance. For more information, go to the Google Ads Help Center. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ trở lại cái series hướng dẫn Google Ads với chủ đề là chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Thì như nãy giờ mọi người có theo dõi á, chiến dịch tối đa hóa hiệu suất để hiểu nó là chiến dịch như thế nào và cái khác biệt của nó với các chiến dịch hiện tại của Google Ads như là chiến dịch tìm kiếm, hiển thị, Smart Discovery là gì. Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất đã được Google giới thiệu cách đây cũng khá lâu. Thì hôm nay mình mới có thời gian để giới thiệu lại với mọi người. Đây cũng lần đầu mình làm chiến dịch này luôn. Tại lô bu quá không có thời gian. Rồi. Thì như Google giới thiệu thì chiến dịch tối đa hóa hiệu suất là một chiến dịch mới dựa trên mục tiêu cho phép các nhà quảng cáo muốn tăng hiệu suất sử dụng toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google Ads. Thì các bạn cứ hình dung là ví dụ ha, trước giờ mình triển khai campaign Google Search thì mình có không gian quảng cáo có thể hiển thị trên Google Search là những cái tìm kiếm Google ha. Còn Google GDN, bảng hiển thị của Google thì những cái trang đối tác tìm kiếm này nọ, đó là một không gian. Rồi YouTube, không gian YouTube, rồi không gian trên Gmail. Còn cái nào nữa không ta? Map, đúng không? Đó, có tất cả các thể loại đó. Thì chiến dịch PMax này, nó được cái là nó cũng sẽ bao trùm tất cả các không gian đó luôn. Thì nó gần giống với cái chiến dịch Smart. Nhưng mà chiến dịch Smart này thì theo như cái tiến trình thì nó sau này nó cũng coi như là nó sắp nhập hoặc là nó coi như là không còn Smart nữa mà sẽ chuyển hẳn hoàn toàn qua PMax này luôn. Thì hiểu nôm na là PMax là một cái phiên bản cải tiến của Smart đi. Thì nó sẽ bao trùm tất cả các không gian quảng cáo. Là một ha, nó sẽ tìm kiếm được cái tệp khách hàng đối tượng mục tiêu nó rộng hơn nhiều hơn. Tại vì như mọi người biết là để khách hàng quyết định đưa ra một cái chuyển đổi hoặc là một cái hành động nào đó trên cái nền tảng của trên cái sản phẩm của bạn đi ha, thì họ phải trải qua rất là nhiều cái điểm chạm trên cái hành trình khách hàng đó. Có thể là người ta xem quảng cáo từ Google, search từ khóa trên Google thấy quảng cáo của mình, hoặc là sau đó lên YouTube thấy quảng cáo của mình, rồi check mail hàng ngày thấy quảng cáo của mình.
Đấy thì đấy là những cái điểm chạm mà nếu mà khách hàng tương tác những cái điểm đó mà thấy cái thông điệp của mình càng nhiều thì tất nhiên cái việc mà đưa ra cái quyết định để chọn sản phẩm dịch vụ của mình và đưa ra hành động để là thông tin ví dụ vậy thì nó sẽ ok hơn. Thì việc PMax ra đời để giải quyết cái bài toán đó một cách trọn vẹn hơn trên toàn bộ không gian quảng cáo của Google Ads. Đó, nó đơn thuần là vậy. Vậy thì để triển khai được cái chiến dịch này thì nó cũng y chang như Smart. Nhưng mà hiểu một cách đơn giản là gì? Bạn cần phải có tất cả những cái công cụ, cái tool, nó đơn giản là có cái chất liệu, có tất cả cái chất liệu để làm sao ở cái không gian nào mình cũng có thể fit được hết, ở không gian nào mình có thể flexible hết. Trên YouTube thì cái video, trên màn hiển thị là hình ảnh, trên Google là quảng cáo tìm kiếm thích ứng với việc cái mục quảng cáo tìm kiếm nó ví dụ vậy. Thì chỉ cần mình làm tốt cái khâu chất liệu thôi thì mình adapt được lên trên tất cả các không gian khác thì khi đó cái PMax nó sẽ vận hành tốt. Và có một cái lưu ý nữa là trước đây mình cũng có suy nghĩ là không biết cái PMax này khi nó triển khai chung với các chiến dịch hiện hành như chiến dịch tìm kiếm, hiển thị, Smart, Discovery thì nó có chồng lấn nhau hay không, có nghĩa nó hai thằng có cạnh tranh nội bộ với nhau hay không á. Thì mình được giải thích từ phía Google là không, nó chỉ cạnh tranh nhau khi mà các bạn chạy chiến dịch shopping thôi nha, chạy chiến dịch shopping thôi, còn lại thì mọi người cứ yên tâm là thằng PMax này nó sẽ gọi là hỗ trợ cho tất cả các chiến dịch còn lại, tất cả các chiến dịch đang chạy. Tất nhiên nếu bạn nào vẫn đang triển khai chiến dịch Smart thì mình vẫn có thể cứ tiếp tục giữ duy trì nếu là chuyển đổi hoặc chi phí nó đang ok. Còn nếu mà chi phí chuyển đổi của thằng chiến dịch Smart mà các bạn đang triển khai nó hơi cao mà cao quá mà làm hoài làm mãi không ok thì các bạn có thể tạm dừng để chuyển sang PMax này luôn, Performance Max, tối đa hóa hiệu suất. Rồi vậy thì đó, nãy giờ mình nói qua như vậy thì chắc của bạn cũng hình dung được rồi chiến dịch này nó sẽ như thế nào rồi. À có một cái điểm nữa là PMax thì nó cũng tương tự như các chiến dịch khác, nó đều có thể tiếp cận được khách hàng mới để tìm về những cái khách hàng có tiềm năng để xin chuyển đổi. Nhưng nếu mà cái tài khoản của bạn đã chạy lâu rồi, các bạn có những cái phân khúc khách hàng sẵn rồi, có nghĩa là những cái tệp tệp đối tượng mà các bạn thường sử dụng để retarget hay là gì đó, nếu có lịch sử đó rồi thì rất là tốt cho chiến dịch PMax. Tại vì sao? PMax nó có một cái khái niệm nữa là tín hiệu từ tệp khách hàng, tín hiệu khách hàng. Có nghĩa là nếu các bạn có càng nhiều tín hiệu, có nghĩa là có càng nhiều cái dữ liệu input cho máy học thì cái campaign PMax này nó sẽ hoạt động một cách trơn tru hơn. Thì đây là xu thế rồi. Bây giờ muốn máy học nó học tốt hay là muốn cái công cụ nào đó trong thời đại 4.0 blockchain rồi này là các kiểu nó hoạt động trơn tru và thông minh thì cần có dữ liệu input. Dữ liệu các bạn có sẵn trong tài khoản có nghĩa là những cái tệp khách hàng đã chạy lâu rồi hoặc là cái lịch sử khách hàng có rồi, có phân đoạn đồ này nọ, các segment đồ này nọ các kiểu rồi thì input vô cho PMax thì nó sẽ bỏ qua, mình không phải mất những cái khoản chi phí để đi tìm những cái khách hàng mới rồi xem thử nó có trùng với những cái tín hiệu khách hàng mình đang mong muốn hay không. Đúng không? Vậy thì mình phân biệt ra như vậy để các bạn hiểu những cái bạn chạy cũ cũng như các bạn chạy mới ha. Bây giờ mình sẽ đi vô cái chiến dịch luôn ha. Nãy giờ mình nói hơi nhiều lòng vòng. Rồi, mình sẽ tạo chiến dịch mới. Ở đây thì chọn mục tiêu, cái này mình chỉ giới thiệu cho các bạn mới thôi nha, còn các anh chị em có kinh nghiệm senior rồi thì bỏ qua cho mình. Đây tùy vào cái mục tiêu của mình thì các bạn chọn thôi ha. Nếu mà các bạn cảm thấy không muốn chọn hoặc không thấy cái mục tiêu của mình trên này thì mình chọn tạo chiến dịch không nhắm mục tiêu. Chắc chắn chiến dịch nào khi các bạn chạy của các bạn cũng phải xác định mục tiêu rồi. Cái mục tiêu cuối cùng là gì? Là tìm về khách hàng tiềm năng. À, để khuyến khích khách hàng hành động, là có nghĩa là để lại thông tin trên website hoặc là gọi điện thoại hoặc là gì đó này. Còn nếu mà chưa xác định được mục tiêu một cách rõ ràng ha thì mình chọn cái không mục tiêu rồi chọn tối đa hóa hiệu suất. Rồi ở đây nha, đây là tất cả các loại chiến dịch hiện hành của Google Ads. Các bạn rê chuột số Smart này, các bạn click vô các bạn sẽ thấy à đây nó mất cái thông báo rồi ta, mình nhớ là có cái thông báo là Smart sẽ
chuyển dần sang gì đó. Ok, thôi mình bỏ qua chỗ đó đi. Rồi, chọn chiến dịch tối đa hóa hiệu suất cho mình. Ở đây thì để thực hiện được mục tiêu chuyển đổi thì Google mặc định nó sẽ đưa ra những cái mục tiêu chuyển đổi của những cái chiến dịch trong lịch sử các bạn đã chạy. Ví dụ như bạn set chuyển đổi của mình là đăng ký hoặc là gọi điện thoại hoặc điền form gì đó. Đây là nằm ở trong cái tab chuyển đổi ha. Rồi. Đây đây là những cái lượt chuyển đổi, đây là những cái hành vi chuyển đổi mà các bạn đã quyết định từ trước. Ví dụ lượt đăng ký, lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, lead form, rồi khách hàng tiềm năng gọi điện thoại hoặc là người liên hệ click to call đó. Thì đấy, thì đây là những cái hành động mà thằng Google nó ghét lại cho bạn luôn. Các bạn muốn thêm mục tiêu thì thêm, hay không thì cứ bấm tiếp cũng được. Rồi ở đây đặt tên chiến dịch ha. Tên thì các bạn tùy, các bạn thích đặt sao đặt. Đặt. Nay ngày 10 thôi. Rồi, tiếp tục. Nhập ngân sách trung bình. Ok, các bạn có thể test thử với ngân sách từ 100, 150 đến 200 ngàn trở lên ha. Còn thấp quá, ví dụ dưới 50.000 hoặc 50.000 đổ lại thì nó cũng khó chạy ha. Nhưng mà cái này cũng tùy ngân sách marketing của các bạn thôi, thì các bạn cái cứ tùy ha mà chọn mức ngân sách phù hợp cho mình. Mình ở đây mình để ví dụ 200 ngàn đây. Rồi ở đây các bạn cứ để nó tập trung vào lượt chuyển đổi đi ha. Còn những cái bạn nào không biết lượt chuyển đổi là gì hoặc chưa cài đặt chuyển đổi trên website thì các bạn có thể tìm hiểu lại những cái video cũ của mình trên kênh YouTube Trần Văn Tiến ở playlist hướng dẫn cùng học Google Ads ha. Hoặc các bạn có thể comment xuống bên dưới thì để mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tracking, cài đặt chuyển đổi trên website và tích hợp vào tài khoản Google Ads ha. Rồi cái này chỗ đặt giá mỗi hành động mục tiêu thì các bạn không cần đặt vội ha. Thì để chiến dịch hoạt động trong một thời gian tối thiểu là 2 tuần. Mà theo nhưng mà mình nghĩ nên một chiến dịch mới nên chạy trong khoảng 30 ngày trở lên. Rồi để xem cái lượt chuyển đổi nó như nào rồi mới quyết định đặt CPA, có nghĩa là giá hành động một mục tiêu ạ. Rồi tiếp. Rồi chọn khu vực. Rồi cái này y chang setup những cái quảng cáo bình thường thôi, nó không có khác gì hết. Nãy giờ các bạn thấy đó là cái quá trình setup cái quảng cáo này không có khác biệt gì cả so với những cái chiến dịch thông thường. Rồi chọn chế độ cài đặt khác. Rồi ở chỗ này thì các bạn xem thử coi mình có cần phải thiết lập thêm cái gì không, ví dụ như URL cuối cùng hoặc là tùy chọn URL để tracking chẳng hạn. Tiếp, nhóm thành phần nó giống như lại tên là nhóm quảng cáo này mọi người. Rồi chỗ này thì mọi người thêm URL vô, trang đích vô, rồi hình ảnh, biểu tượng, video. Mọi người nhớ khi làm những cái quảng cáo này mọi người thấy giống với quảng cáo tìm kiếm thích ứng không? Đó, nó đó. Thì mọi người phải làm sao chỉnh chu từng câu, từng từ, từng hình ảnh. Đây 20 hình ảnh đúng không? Tìm cách nào đó ghép đủ 20 hình ảnh cho mình. Đây 5 biểu tượng đúng không? Tìm cách đủ 5 biểu tượng cho mình. Video cũng vậy. Để làm gì? Tại vì mình đang chạy trên đa nền tảng. À, đa không gian, không gian YouTube, không gian Gmail, không gian tìm kiếm, search, không gian hiển thị và không gian khám phá. Khi mà nó chạy trên rất là nhiều không gian như vậy thì nó cần những cái kích thước, những cái hình ảnh khác nhau để nó thu hút khách hàng là đầu tiên, để nó luân chuyển. Chứ nếu chỉ giữ những cái tiêu đề, một vài cái tiêu đề, một vài cái hình ảnh thì cái tần suất nó gặp khách hàng quá nhiều thì khách hàng thấy được những cái đó nó rất là nhàm. Nó khó, không có kích thích khách hàng click vô quảng cáo để xem những cái nội dung tiếp theo và hành động chuyển đổi, thực hiện những chuyển đổi đâu. Thì mình phải tận dụng tất cả những cái asset này, mình thêm hết. Theo mình là nên thêm hết, không bỏ qua bất kỳ cái gì cả. Ở mô tả ngắn, mô tả dài, rồi lời kêu gọi hành động thì các bạn xem cái nào mà cảm thấy phù hợp nhất thì các bạn chọn ha. Cái này nó cũng như quảng cáo tìm kiếm thích ứng thôi, hoặc là những cái mẫu quảng cáo bình thường mình vẫn chọn thôi.
Rồi. Rồi đây, đây là cái mà hồi nãy mình có nói là về tín hiệu đối tượng. Này, sử dụng một tín hiệu về đối tượng để nhanh chóng tiếp cận những đối tượng phù hợp. Bắt đầu cách. I didn't get that. Could you try again? Gì trời ơi. Rồi. Có nghĩa là gì? Mình mà cung cấp cho máy học của Pimax nhiều tín hiệu thì nó càng thông minh thôi, nó bớt ngu thôi. Nó càng biết là mình tôi phải nghe ông chủ tôi phải tìm những người như này nè. Còn không thì mọi người cũng có thể nhấn tiếp nha, chứ không. Có nghĩa là cứ để cho Google nó tự học. Nhưng mà nếu mình có dữ liệu input thì tốt hơn. Ví dụ tạo một đối tượng, ví dụ như các bạn muốn tìm kiếm những cái khách hàng đã tương tác với mình trong thời gian bao lâu đó, đã thực hiện những cái thao tác trên website, xem trang này trang kia ví dụ vậy. Thì các bạn tạo đối tượng vào đây ha. Này, phân khúc tùy chỉnh này, những người được xác định cho trong hoạt động. Đó, thấy sướng chưa? Thì chỉ việc add vô thôi. Thấy không? Đây là những cái tệp cũ của các bạn thôi, những cái segment cũ của các bạn mà các bạn trước đây các bạn đã tạo rồi thôi ha. Cứ điền vô. Còn các bạn chưa có thì tạo phân khúc tùy chỉnh mới. Đó, thấy không? Ồ, cái này thì chắc mọi người đã thao tác quen rồi ha. Hoặc là dữ liệu nè. List các kiểu cái danh sách khách hàng các bạn đã từng đưa lên đó, cứ import vô cho nó học rồi nó còn thêm sở thích nhân khẩu học đồ này nọ các kiểu nữa nè, trời ơi, đủ 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 trò trên này luôn. Thì các bạn cứ cung cấp cho BMax nhiều cái tín hiệu thì nó học dễ hơn ha. Đó, ok ha. Rồi xong, sau khi điền hết rồi bấm lưu bấm tiếp thôi. Thì đa phần mình hướng dẫn tới đây thôi mọi người, tại vì mình đã có việc gấp một xíu. Thì tới đây thì đã coi như là căn bản xong rồi. Sau đó thì mình sẽ chạy và triển khai chiến dịch trong tối thiểu 2 tuần nha mọi người. Nhưng mà theo mình nha, Google là các anh chị hay khuyên mình là từ 2 tuần, nhưng mà mình nghĩ nên là 1 tháng. Và ngân sách phải đủ, cho ngân sách thấp quá cũng không ok ha. Rồi, ok. Ở đây nếu mọi người có cái thắc mắc gì mọi người cứ để lại bên dưới comment giúp mình. Và để ủng hộ mình ra tiếp những cái video hướng dẫn tiếp theo thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh ha. Rồi xong. Rồi, chào mọi người.